trên đầu của anh có dính lông gà kìa. Hả? Ở đâu? Ở đây này. Đây này. Lan Anh, chị nghe nói em đi xem mắt cơ mà, sao lại ở đây? Đừng có nói với tao đây là đối tượng xem mắt của mày nhá. Nhìn bộ dạng thế này mà cũng bày đặt người ta đi xem mắt à? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là chị họ của Lan Anh. Mà anh đi xem mắt hay là đi ăn xin đấy? Ở nhà không còn bộ quần áo nào tử tế hơn à? Chị Trúc, tao nói có gì sai à? Mà mày làm sao thế? Mày ế quá cho nên bây giờ cứ có ai để mắt tới là mày đồng ý đúng không? Mày không cần quan tâm đối phương là loại người như thế nào đúng không? Cái gì đây? Quà tặng xem mắt à? Tao xem là cái gì nào? Ngoan nào bé cưng. Tao không tin là tao không bắt được mày. Này, trần đời tôi chưa thấy ai như anh. Đi xem mắt mà đem gà tới đây cái gì hả? Chị Trúc, tao nói không đúng à? À, hay là mày với cả nó cố tình kết hợp với nhau để chơi khăm tao đúng không? Cô nói vậy là oan cho tôi rồi. Rõ ràng là tôi không biết cô đến. Hơn nữa, tôi có bảo cô động vào đồ của tôi đâu mà cô động vào. Thế ý mày là tao tự làm tự chịu đấy à? Thằng chó này. Được rồi, mày nhớ lấy mặt tao đấy. Cái loại nghèo hèn bẩn tiện, hôi hám, đứa nào mà vớ phải mày đúng là phước tám đời nhà nó. Hai đứa mày ấy, cắn nhau cho chặt vào nghe chưa, hở ra ấy là làm khổ người khác đấy. Đúng là cái đồ thần kinh mà, đi xem mắt đem gà theo làm cái gì không biết. Đứa nào không có mắt đâm vào bà đấy. Xin lỗi, cô có sao không? Không, tôi không sao. Tôi không sao. À bà từ đã. Cô đứng yên. Của cô này. Xin lỗi anh nhá. Hôm nay tôi vừa gặp một thằng điên đi xem mắt mà lại tặng gà, đem hẳn một con gà sống tới đây chọc tức tôi. Cho nên tôi nói năng không suy nghĩ. Có gì anh thông cảm nhá. Cái gì cơ? Đi xem mắt mà tặng gà á? Thì ra đây là đối tượng xem mắt của thằng Nam. Bộ dạng nhìn cũng không tệ. Tôi xin lỗi cô nhá. Vốn dĩ là tôi muốn mang tặng cô một con gà này. Gà đôi đấy. Nhưng mà tôi không nghĩ là mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Thật ra là chuyện này cũng không phải là lỗi của anh. Nếu như mà chị Trúc không đột ngột xuất hiện thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mà vừa rồi chị Trúc còn nói những lời không hay ý. Anh đừng có mà để bụng nhá. Cô yên tâm, tôi không để bụng đâu, tôi quên ngay ấy mà. À đấy, tí nữa thì quên, tặng cho cô này, cô nhận đi nhá. Gà đồi này ấy là đặc sản quê tôi đấy. Tôi cảm ơn. Sao vậy? Có phải là cô không thích món quà này không? Không. Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ không biết nên làm gì với con gà này thôi. Thế thì cô phải nấu cháo. Nấu cháo là ngon nhất luôn. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Vậy được, tôi sẽ làm theo anh. Nấu cháo gà. Thế nào? Buổi xem mắt của mày thành công chưa? Cũng không thể nói là thành công được. Nhưng mà cũng không tệ lắm.
Nói chung là cô gái ngày hôm nay tôi gặp, tôi cảm thấy khá thú vị. Có thật không? Nhưng mà mày có mang con gà đó đi để tặng cho cô ấy không đấy? Tôi tặng rồi. Cô ấy nói thế nào? Không nói cho cậu biết được. Trúc đã nói hết với tao rồi, mày còn bày đặt giả vờ làm gì cũng biết. Được rồi, vậy thì chúc mừng cậu đã tìm được ý trung nhân của đời mình. Nhưng mà hôm nào có đi hẹn hò, nhớ phải thông báo cho tôi biết đấy nhá. Ok, tôi biết rồi. Lần này có vẻ là nó thích thật. Nếu mình hớt tay trên của nó thì không biết nó sẽ như thế nào nhỉ. Mình đi thôi. Văn Anh. Anh Nam, anh tìm tôi à? Đúng vậy, tôi đến tìm cô. Có chuyện gì à? Tôi muốn hỏi là... À, đúng rồi. Tôi muốn hỏi là cái món cháo gà ngày hôm qua cô nấu ấy, có ngon không? Cháo gà? Đúng vậy. Con gà mà hôm qua tôi tặng cô ấy. Cô có nói là về sẽ nấu cháo ấy. Không. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, tôi đã quyết định không nấu cháo nữa. Thế cô nấu món gì? Em muốn biết à? Đi theo tôi nhé. Trúc. Em có rảnh không? Đi uống cà phê với anh nhá. Mời em. Được thôi. Đây chính là con gà mà tôi tặng cô hôm qua hả? Thế anh không nhận ra nó à? Nhưng mà tôi tưởng là... Anh tưởng là tôi cho nó vào nồi rồi phải không? Thì ngày hôm qua cũng định làm như vậy thật đấy. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ lại, thấy nó cũng đáng yêu. Với lại đây cũng là món quà đầu tiên mà anh gặp mặt tôi, anh tặng cho tôi. Tôi cũng không nỡ cho nó vào nồi. Vậy cô tính nuôi nó hả? Anh đừng có mà coi thường tôi nhá. Hồi bé là tôi cũng từng nuôi gà dưới quê đấy. Không khéo về sau tôi lại có cả một đàn gà cũng nên. Tao nói có đúng không mày? À? Như vậy là cô thích nuôi gà? Thế thì tốt quá rồi. Sao lại tốt? À, nhà tôi có một trang trại gà. Sau này khi cô về nhà tôi thì cô có thể nuôi gà thỏa thích. Sao lại về nhà ấy? À, ý tôi là sau này khi mà tôi mời cô về nhà tôi, cô có thể vừa tham quan trang trại gà, vừa nuôi gà thỏa thích. Mà lúc nãy tôi nhìn thấy cô vung gạo như vậy không đúng đâu. Phải làm thế này này. À, tôi không cố ý đâu. Tôi biết mà. Sao cô lại cười? Thì cảm thấy vui nên là cười thôi. Anh, bởi vì đã chỉ tôi cách nuôi gà. Khi nào mà gà đẻ trứng, tôi sẽ tặng cho anh vài quả. Không cần đâu, cô quên là nhà tôi có cả một trang trại gà. Trứng của những con gà khác thì làm sao mà giống trứng của con gà mà tôi nuôi được. À, đúng. Lúc nào gà nhà cô đẻ, báo tôi nhá. Lại là hai đứa này. À, thôi, tôi về trước đây. Em về cẩn thận. Người ta đi rồi mà còn thẫn thờ nhìn theo à? Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, sao lại bỏ đi? Tôi còn có việc, tôi không có chuyện để nói với chị. Mày có việc hay là mày không dám nói chuyện với tao vì xấu hổ hả? Mày không có mặt mũi để nói chuyện với tao thì cũng đúng thôi, tao hiểu mà. Bởi vì người yêu của tao thì giàu có thành đạt, còn người yêu của mày thì... Tao nghe nói người yêu của mày tặng cho mày một món quà là một con gà. Mà lại là một con gà sống nữa chứ. Này, nếu tao mà là mày ấy, chắc là tao nhục nhã lắm, không có chỗ mà chui luôn ý. Chị... Sao? Mày nhìn đây này. Đây là quà người yêu tao tặng tao đấy. Ít ra phải là những món quà như thế này
thì mới đáng mặt đàn ông chứ. Mà thôi, cũng không sao, hợp mà. Loại người rẻ tiền như mày thì chỉ xứng đáng với những món quà rẻ tiền thôi. Có muốn như tao cũng không được. Thì ra giá trị của chị cũng rẻ tiền nhỉ. Chị đáng giá bằng những món đồ quần áo như thế này. Xin lỗi chị nhá, giá trị của tôi cao lắm. Dùng những món đồ này không thể nào mà mua được đâu. Mày... Thôi, không phải bày đặt. Mày có thèm rõ rãi ra thì cũng chẳng có ai tặng mày đâu. Cho nên là không phải ra cái vẻ thanh cao. Còn chó. Chị... May mắn cho mày là hôm nay tao đang vui vẻ đấy. Chứ nếu không, tao sẽ cho vài đường lên khuôn mặt của mày. Dù sao ấy, thì mày cũng chỉ có cái gương mặt này để mà mồi chài trai thôi. Cho nên là lo mà giữ cho kỹ vào. Nếu không có ngày, tao cho vài đường lên mặt đấy. Chuyện này là sao? Mày có biết bố mày là ai không? Mà chúng mày dám bác bỏ hồ sơ của tao chứ? Nghe đó bác, bố của tôi, dĩ nhiên tôi biết. Mày câm miệng lại. Mày đừng nói giọng đấy với tao. Mày có tin tao vả cho mày một phát không? Mày có biết tao là ai mà mày dám bác bỏ hồ sơ đấu thầu của tao chứ? Dạ, công ty có ai không biết anh. Nhưng chuyện hồ sơ đấu thầu thì... Đã biết tao là ai rồi mà ai cho bọn mày ăn gan hùm mà dám làm thế hả? Mày là nhân viên mới à? Mày có tin tao chỉ cần nói với thằng Nam một tiếng là ngày mai mày cuốn gói về công ty này không? Hả? Mày có tin không? Tôi biết. Có chuyện gì mà ồn ào nhé? Cậu về đúng lúc lắm. Cậu xem lại nhân viên của mình đi. Không biết đầu óc nó để đâu mà ngay cả hồ sơ hợp đồng đấu thầu của công ty tôi mà nó cũng dám bác bỏ được. Là tôi bảo cậu ấy bỏ hồ sơ đấu thầu của công ty cậu đấy. Cái gì? Đi ra ngoài làm gì? Nam, cậu nói như vậy là sao? Cậu đùa tôi đấy à? Sao cậu lại bỏ hồ sơ công ty tôi? Bác, cậu bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào được? Cậu có biết hồ sơ lần này quan trọng với công ty tôi như thế nào không? Đây là công ty của tôi, là văn phòng làm việc của tôi chứ không phải cái chợ. Cậu bình tĩnh lại đi. Nếu không được thì mời cậu đi về. Này, ai cho cậu ăn nói với tôi kiểu đấy đấy? Bác, chúng ta đều là những người trưởng thành và đều là giám đốc của một công ty mấy trăm nhân viên. Đừng cư xử như lũ trẻ trâu như vậy. Bây giờ mày còn bảo tao là trẻ trâu. Được, bây giờ mày giàu có, mày thành đạt. Công ty của tao đang phải dựa dẫm vào công ty của mày, nên mày nói gì cũng đúng. Bác, cậu đang nói cái gì thế? Tao nói sai à? Giả dụ công ty của mày phải dựa dẫm vào công ty của tao thì xem mày có nói được như vậy hay không? Bác, cậu bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi. Rõ ràng hồ sơ công ty cậu rất qua loa. Tôi không thể nào vì tình nghĩa mà nhắm mắt đồng ý được. Mày văn vở ít thôi. Bây giờ công ty của mày là công ty lớn, nên là mày nói gì chẳng được. Phải rồi, chắc là bây giờ tao phải quỳ xuống đây năn nỉ mày thì mày mới đồng ý đúng không? Phải rồi, dù tao có phải ra đường đi ăn xin ăn mày thì tao cũng không bao giờ quỳ xuống đây và năn nỉ mày đâu. Thằng khốn nạn à. Bác, từ giờ đừng xem tao là bạn bè nữa. Tao không loại bạn bè như mày. Thằng chó. Thằng chó. Mày cứ nhớ lấy. Mày tưởng mày hay ho lắm mà. Được rồi, để xem. Tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời. Trung à, em có rảnh không? Em đang trên đường đến công ty của anh rồi. Em có một món quà bất ngờ dành tặng cho anh đấy. Để anh ra đón em nhé, đợi anh tí. Anh Nam mà nhìn được món quà này chắc chắn là anh ấy sẽ bất ngờ cho mà xem. Sao này?
sao mày lại đến đây? Đứng lại đấy. Mày bị điếc à? Tao đang nói chuyện với mày đấy. Tôi nghe thấy, nhưng mà tôi không muốn trả lời. Cái con mất dậy này. Chị dám đánh tôi à? Mày là cái chó gì mà tao không dám đánh mày? Mày nên nhớ, mày là em họ của tao đấy. Mày mà láo ấy, tao không nghĩa vụ phải dạy lại mày. Này, chị chỉ là chị họ của tôi thôi, không phải là bố mẹ của tôi đâu. Chị lấy tư cách gì mà đánh đập tôi? Cũng bởi vì bố mẹ mày không biết dạy dỗ mày, cho nên tao làm chị mới phải đích thân ra tay. Cái loại con gái gì mà không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng. Nếu không đánh mày thì mày đâu có khôn ra được. Này, chị câm miệng lại đi nhá. Ai không có lòng tự trọng ở đây? Tôi chẳng làm gì mà để bị mắng như vậy cả. Nếu như mày có lòng tự trọng mà mày lại đi yêu một thằng bắn gà, tao cảm thấy nhục mặt thay cho mày đấy. Từ trước tới giờ tao không nghĩ là mày lại là cái loại thiếu trai đến như vậy. Dù là loại đàn ông như thế nào thì mày cũng có thể đu bám được đấy. Chị em cái gì? Tao không chị em cái loại như mày. Anh Anh, em đến tìm anh hả? À, thì ra là mày tới tìm thằng này à? Mà này, thằng bắn gà, sao mày lại vào được công ty? Mày đến làm gì hả? Tôi làm gì là việc của tôi. Tôi đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Mày dám trả lời tao bằng cái giọng như thế à? Mày có biết bạn trai tao làm gì ở công ty này không? Tôi đâu quan tâm điều ấy. Mày, Hàn Anh, em có sao không? Được rồi, lát nữa bạn trai tao mà tới đây, tao sẽ bảo anh ấy đuổi việc cái lũ chúng mày. Cái lũ nghèo hèn láo tuét. Tới lúc đấy, đừng có mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin tao chưa? Chú, em đến rồi đấy à? Anh Bắc, em đến rồi này. Nam, cậu cũng ở đây à? Cậu quen cô ấy à? Đúng rồi, đây là Trúc, bạn gái của tôi. Cô ấy là bạn gái của cậu? Hai người hẹn hò khi nào vậy? Chúng tôi đã hẹn hò với nhau được mấy hôm rồi. À, mà đúng rồi, chúng tôi hẹn hò với nhau hôm mà cậu đi xem mắt đấy. Mà cậu có nhớ cậu đã tặng đối tượng xem mắt của mình một con gà sống hay không? Trúc, em nhớ chứ? Dĩ nhiên là em nhớ rồi. Cả đời em chưa gặp loại người nào mà không biết xấu hổ như vậy đấy. Tôi đã nói với cậu rồi, lần đầu đi xem mắt mà cậu lại tặng đối tượng xem mắt của mình một thứ dơ bẩn như vậy, nên là Trúc không chọn cậu là đúng rồi. Cậu nói cái gì? Ai không chọn tôi? Thì rõ ràng cậu rất thích đối tượng xem mắt của mình mà. Nhưng mà rất tiếc, tôi phải báo tin buồn cho cậu là đối tượng xem mắt của cậu lại thích tôi. Vì vậy, lần này tôi đã nặng tay trên của cậu rồi. Này anh bạn, chia buồn của anh bạn nhé. Ai nói với cậu cô Trúc là đối tượng xem mắt của tôi? Là sao? Đây mới chính là đối tượng xem mắt của tôi. Cô ấy thích món quà mà tôi tặng, cậu không cần phải lo. Trúc, em không phải là đối tượng xem mắt của anh ta. Tất nhiên là không rồi. Em có nói với anh là em đi xem mắt với anh ta bao giờ đâu. À, tôi hiểu rồi. Thì ra cậu tưởng rằng cô Trúc đây chính là đối tượng xem mắt của tôi, cho nên cậu cố tình cướp tay trên của tôi để trêu chọc tôi đúng không? Bao nhiêu năm nay cậu vẫn vậy. Từ nhỏ, thành tích của cậu đã không bằng tôi, cho nên bất cứ thứ gì tôi thích, cậu đều tìm cách cướp cho bằng được. Lúc nhỏ, cho nên tôi không chấp. Không ngờ đến bây giờ, cậu vẫn giữ tính cách xấu xa như vậy. Tôi luôn coi cậu là bạn, nhưng xem ra cậu không bao giờ nghĩ đến điều đó đúng không? Mày câm miệng lại đi. Mày đừng có thốt ra những lời dơ bẩn như vậy. Ai là bạn bè với mày chứ? Nếu như mày xem tao là bạn thì mày đã không bỏ hồ sơ đấu thầu của công ty tao. Mày đừng có ở đây mà vênh váo, lên mặt dạy đời tao nữa, nghe tởm lắm. Thì ra là vậy. Đến bây giờ cậu vẫn thù tôi chuyện đó à? Vậy thì tôi sẽ nói thẳng cho cậu biết. Bao nhiêu năm nay, nếu như không nhờ sự giúp đỡ của tôi thì cậu sẽ không bao giờ ký được những hợp đồng xuất khẩu lớn như vậy. Cậu nghĩ rằng với cách làm việc của cậu thì các công ty khác muốn hợp tác với cậu hay sao? Cậu quá ngây thơ rồi. Mày! Tôi nói cho cậu biết, cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn, cho nên những gì tôi đã làm với cậu coi như là vô ích. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ cậu nữa. Cậu hãy tự lo liệu cho công ty của mình đi. Ok, Nam! Đứng lại đấy! Không phải, thằng Nam chỉ là một thằng bán gà thôi sao? Sao lại có chuyện công ty ở đây? Đến bây giờ mà cô vẫn chưa hiểu ra à? Nó là chủ công ty này đấy. Mà công ty này
là công ty xuất khẩu gà. Cái gì? Nói nó là thằng bán gà cũng đúng thôi, nhưng mà là thằng bán gà cả đời này cô không vớ tới được đâu. Đồ ngu ạ. Anh nấu món gì mà thơm đấy? Cô nhắm mắt lại đi, tôi sẽ cho cô một bất ngờ. Cô mở mắt ra được rồi. Đây là... đây là gà quay. Cô nhìn xem con gà này có quen không? Đây chính là con gà mà tôi mang tặng cô đấy. Tôi thấy cô không dám giết thịt nó, cho nên tôi đã làm thay giúp cô. Bây giờ cô chỉ cần dùng đũa gắp là xong. Cái... Anh bảo đây là con gà mà anh tặng cho tôi á? Đúng vậy. Anh thiệt nó rồi à? Đúng vậy. Này, đừng khóc. Đừng khóc mà. Cô nín đi, đừng khóc nữa. Con gà mà anh tặng cho tôi, thế mà anh cũng đỡ lòng nào anh mang nó đi quay như vậy à? Thế sao anh có thể độc ác như vậy? Kìa, cô bình tĩnh đã. Tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi chỉ đùa thôi. Đây là con gà tôi mua ở chợ. Anh có nói thật không đấy? Tôi nói thật mà, tôi chỉ đùa cô thôi. Cô không thấy à? Con gà này nó to gấp đôi con gà của nhà cô không nhận ra à? Anh dám nói đùa tôi này? Anh có biết là tôi sợ thế nào không ạ? Tại vì tôi không nghĩ là cô lại thích con gà đến thế. Thì dĩ nhiên rồi, con gà mà anh tặng cho tôi thì dĩ nhiên tôi phải thích rồi. Mà thôi anh nấu cơm, nấu nước gì mà nhanh lên đi. Tôi đi ra ngoài chơi một lát đây. Tôi hơi đói bụng rồi đấy.